Phan Thiết có tân chủ tịch, phó chủ tịch thành phố. Tân chủ tịch thành phố Phan Thiết cam kết tập trung tối đa phòng, chống dịch COVID-19. Sáng 17 tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Thiết Bình Thuận đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ ba, khóa 11. Tại kỳ họp, ông Đặng Đình Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Thiết, đã đọc tờ trình miễn nhiệm, chức vụ chủ tịch đối với ông Nguyễn Văn Luân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết. Kết quả 36 phần 36 phiếu tán thành đạt 100% miễn nhiệm chức vụ chủ tịch của ông Luân, ông Nguyễn Văn Luân vẫn giữ chức vụ phó bí thư thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020, được biết tháng 12 năm 2018. Ông Luân được bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và giữ cương vị này chưa được 2 năm. Kỳ họp sau đó đã trình phương án nhân sự giới thiệu ông Nguyễn Hồng Hải, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận hiện là Phó Bí Thư Thành ủy thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020. Để bầu, vào, chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Đồng thời, kỳ họp cũng giới thiệu ông Phan Đức Tuyên, tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân. Và Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết để bầu, vào, chức vụ Phó Chủ tịch thành phố nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Kết quả 35 phần 36 phiếu tán thành đạt 97,2% bầu ông Nguyễn Hồng Hải giữ. Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. 34 phần 36 phiếu tán thành đạt 94,4% bầu ông Phan Đức Tuyên. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân giữ, chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Phát biểu sau đó, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí Thư Thành ủy. Tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết gửi lời cảm ơn hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết đã thay mặt cử tri tín nhiệm bầu vào lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết. Tôi nhận thấy đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng bộ và cử tri thành phố Phan Thiết giao phó. Để hoàn thành trọng trách, cá nhân tôi cam kết cố gắng hết sức, quyết tâm thực hiện tốt nhất trách nhiệm được giao. Tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết xây dựng mối đoàn kết thống nhất nội bộ, tạo niềm tin, nâng cao chất lượng công việc. Đặc biệt, tập trung tối đa trong việc lãnh đạo chống dịch COVID-19 đạt kết quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của tỉnh, nghiêm túc lắng nghe, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân dân, để từng bước xây dựng thành phố thật sự là thành phố văn minh. Thân thiện, nghĩa tình ông Hải cam kết, hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại